các bạn đứng tin nhanh 24/7. Cập nhật giá Honda Future FE 2024 mới nhất ở nửa đầu tháng 6 năm 2024 trên cao gần 5 triệu đồng tại đại lý. Trong khi nhiều cái mẫu xe máy đang giảm giá sốc thì Honda Future 105 FE 2024 đang được các lý bán ra với mức giá trình rất cao so với mức giá niêm yết từ nhà sức đưa ra. Sang trọng, đẹp mắt và trang bị cực ổn, Honda Future 105 FE 2024 được đánh giá là một cái dòng xe số hạng sang tại thị trường Việt Nam hiện nay. Trong suốt thời gian vừa qua, khi nhiều cái dòng xe máy giảm giá cực sâu, thì cái chiếc Future FE 2024 vẫn giữ giá cực tốt. Nó không hề không những thế, gần đây cái chiếc Future FE 2024 nó còn đang có một cái xu hướng là tăng giá cao hơn rất nhiều. Theo khảo sát một Fit Honda ở Hưng Yên cho biết, cái chiếc Future 105 FE 2024 được bán ra với mức giá bán thực tế trên cao hơn so với mức giá niêm yết tiền đưa ra. Mức trên này lớn hơn hẳn so với phần tháng trước, dao động trong khoảng từ 4 đến 5 triệu đồng tùy theo từng phiên bản. Cùng với một cái thiết kế đẹp, sang và trau chuốt với từng chi tiết nhỏ, cái chiếc Future 105 FE 2024 nó có những trang bị đáng được chúng ta chú ý. Điển hình, chiếc xe có đèn pha với công nghệ đèn LED cao cấp, tuổi thọ cao, tiết kiệm năng lượng và cường độ ánh sáng cũng mạnh hơn. Đèn pha có tính năng tự động bật sáng, tăng cái khả năng nhận diện và cái độ an toàn cho khi chúng ta lái xe. Cán tách ốp ở bên thân xe có những cái điêu khắc với những cái đường gân chập nổi nhìn rất thể thao, kết hợp với logo Future 3D cao cấp tăng thêm cái sự nổi bật cho cái diện mạo của chiếc xe này. Không những có một ngoại hình đã bắt mắt, cái chiếc Future 2024 nó còn có nhiều trang bị tiện ích và hiện đại. Ổ khóa đa năng tích hợp 4-1, bao gồm khóa điện, khóa cổ, khóa yên, rất là dễ dàng sử dụng, an toàn và chống rỉ sét rất tốt. Đèn pha của chiếc xe này có tính năng tự động bật sáng khi vận hành, đảm bảo nhận diện và an toàn khi lái xe. Bên dưới yên ngồi lắp đựng đồ lớn để vừa bảo hiểm lên nửa đầu cùng với nhiều vật dụng cá nhân nhỏ. Cung cấp sức mạnh cho cái chiếc Future 105 FE 2024 là động cơ 105cc standard làm mát bằng không khí, cho ra công suất 6,83 kW, tại ngưỡng tua máy là 7.500 vòng phút. Trong khi mô men sức cực đại là 10,2 Nm, tại ngưỡng tua máy là 5.500 vòng phút. Với cái sức mạnh này thì cái chiếc Future có khả năng vận hành linh hoạt, đem tính những trải nghiệm lái phấn khích cho rất nhiều tay lái. Không những thế, cái chiếc Future FE 2024 nó còn nổi tiếng là cái dòng xe số tiết kiệm xăng. Theo như công bố từ nhà sức cho biết, cái mẫu xe này có khả năng tiết kiệm xăng cực kỳ tốt, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình là 1,47 lít trong 100 km. Như vậy, với một bình xăng dung tích khoảng 4,6 lít thì cái chiếc Future có thể đi được quãng đường tổng thể rất thoải mái. Tại thị trường Việt Nam hiện nay, cái chiếc Honda Future 105 FE 2024 được phân phối với 3 phiên bản khác nhau và rất nhiều màu sắc tùy chọn. Cụ thể, các phiên bản như tiêu chuẩn, phiên bản đặc biệt và bản cao cấp. Ở tầm giá là dưới 40 triệu đồng, cái chiếc Future 204 hiện tại rất ít đối thủ trực tiếp và thu hút được rất nhiều người hâm mộ tại thị trường Việt Nam. Để giúp các bạn sẽ biết tiện thông tin tham khảo khi mua sắm, chúng tôi sẽ cập nhật ngay giá Honda Future 105 FE 2024 mới nhất ở nửa đầu tháng 6 năm 2024 như sau. Cái chiếc Honda Future 105 FE 2024 phiên bản tiêu chuẩn với mức giá bán đề xuất là 30.500.000 đồng, trong khi mức giá bán đại lý chỉ động trong khoảng là từ 34.800.000 đồng đến 35 triệu đồng. Honda Future 105 FE 2024 phiên bản cao cấp với mức giá bán đề xuất 31.700.000 đồng, trong khi mức giá bán đại lý chỉ động trong khoảng từ 36 đến 36.200.000 đồng. Honda Future 105 FE 2024 phiên bản đặc biệt mức giá bán đề xuất 32.200.000 đồng, trong khi mức giá bán đại lý chỉ động trong khoảng từ 37 đến 37.300.000 đồng. Lưu ý, giá xe thực tế còn tùy vào từng đại lý và từng bán xe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này chi tiết, nhớ like, share, subscribe.